Ông vua máy tính gốc Hoa khiến IBM khiếp sợ, suýt vùi dập Bill Gates từ trứng nước, từng là cơn ác mộng của giới công nghệ Mỹ, đến cuối đời lại mất sạch vì bảo thủ. Nói đến máy tính, ai cũng ca ngợi sự vĩ đại của Bill Gates. Thế nhưng, chính vị tỷ phú giàu thứ tư thế giới này cũng đã thừa nhận rằng ông sẽ không thể làm nên chuyện nếu như Vương An biết nắm bắt cơ hội. Sau Thế chiến thứ hai, thế giới bước vào cách mạng kỹ thuật số. Việc nghiên cứu phát triển máy tính trở thành ngành khoa học kỹ thuật tiên phong. Ai nắm giữ được kỹ thuật máy tính thì người đó nắm giữ chìa khóa tương lai. Bill Gates và Steve Jobs từng là những người dẫn đầu trào lưu, song họ vẫn bị vượt mặt bởi một người đàn ông Trung Quốc có tên là Vương An. Bill Gates đã từng nói, nếu ông ấy có thể hoàn thành bước ngoặt chiến lược, có thể thế giới đã không có Microsoft. Vào thời điểm đó, công ty máy tính Vương An ra đời còn sớm hơn, lớn hơn cả so với Microsoft và Apple. Được thành lập tại Mỹ, doanh nghiệp này có tiềm năng chinh phục được cả thế giới. Vương An có hàng chục bằng sáng chế phát minh công nghệ cao, từng là người giàu thứ năm nước Mỹ. Thậm chí ông đã từng xuất hiện tại bảo tàng National Inventors Hall of Fame, sánh vai cùng với nhiều cái tên đình đám khác như Tesla, anh em nhà Wright. Sự tồn tại của Vương An khiến cho các nhà khoa học máy tính Mỹ trong thập niên 60 đến 80 phải cảm thấy hổ thẹn. Thần đồng máy tính, tài không đợi tuổi. Thế hệ ngày nay, ít người nghe đến Vương An, nhưng trong giai đoạn thập niên 60 đến 80 của thế kỷ 20, thì đây là một thương hiệu máy tính nổi tiếng trên thế giới. Sinh năm 1920, Vương An lớn lên trong một gia đình trung lưu ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Từ nhỏ, ông đã chịu nhiều ảnh hưởng từ truyền thống hiếu học của gia đình và sở hữu thành tích rất xuất sắc. Vương An sớm bộc lộ bản chất của một thần đồng, hoàn thành chương trình cấp 3 khi vẫn còn đang học cấp 2. Năm 16 tuổi, ông được nhận vào Đại học Giao thông Thượng Hải. Thế nhưng, Vương An đi học chưa được bao lâu thì chiến tranh bùng nổ đã khiến cho chàng trai trẻ phải mất cả cha, mẹ và chị gái trong cảnh loạn lạc. Năm 1940, Vương An tốt nghiệp đại học khi vừa tròn 20 tuổi. Sở hữu năng lực vượt trội, ông được giữ lại trường và làm trợ lý cho khoa điện. Chỉ một năm sau đó, Vương An tham gia kháng chiến chống Nhật, ẩn náu trên núi và mày mò các trang thiết bị liên lạc không dây. Kháng chiến thắng lợi, Vương An chuyển sang Mỹ sinh sống. Tại đây, ông được nhận vào Đại học Harvard rồi tốt nghiệp loại ưu với tấm bằng tiến sĩ ngành vật lý ứng dụng. Thần đồng Vương An đến Đại học Harvard chẳng khác nào như cá gặp nước. Suốt học kỳ 1, ông liên tục đạt được điểm A cộng, khiến cho bạn bè cùng lớp phải hết sức kinh ngạc. Chàng trai trẻ chỉ mất có 3 năm để hoàn thành cả chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Thế nhưng ngay cả một người xuất sắc như Vương An cũng bị phân biệt đối xử, thậm chí là kỳ thị. Nuôi trí lập nghiệp vì bị IBM làm bẽ mặt. Khi bắt đầu sự nghiệp, Vương An tự tin đến tập đoàn IBM phỏng vấn, nhưng không ngờ lại gặp phải người tuyển dụng khó chịu. Thời ấy, dân Mỹ còn rất nhiều thành kiến với người châu Á. Khi thấy một người tóc đen da vàng như Vương An đến, nhà tuyển dụng ngay lập tức đã nói: IBM là công ty tốt nhất ở Hoa Kỳ, đây không phải là công ty dành cho anh, anh nên cố gắng tìm việc ở một cửa hàng sửa chữa ô tô. Câu nói này đã khiến cho chàng trai 24 tuổi cảm thấy nhục nhã chưa từng thấy. Sau khi hạ hỏa, Vương An không nản chí, mà thay vào đó ông đã quyết tâm gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực máy tính, trở thành cái tên khổng lồ để trả đũa IBM. Một khi đã là vàng thì ở đâu cũng sẽ phát sáng. Sau khi bị IBM làm bẽ mặt, Vương An đã gặp được điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời mình, đó là Howard Hathaway Aiken. Aiken là một nhân vật có uy tín trong lĩnh vực máy tính. Ông phát minh ra chiếc máy tính cỡ lớn đầu tiên trên thế giới, Mark I, được mệnh danh là cha đẻ của máy tính. Thầy giỏi thì có trò hay, chẳng lạ gì khi mà Vương An cũng nối gót trở thành cái tên nổi bật trong giới. Lúc đó thì Aiken đang gặp phải rắc rối về vấn đề cất trữ máy tính. Tình cờ thay, Vương An thì lại có chút thành tích trong lĩnh vực này. Vốn đã ngưỡng mộ tài năng của Vương An, lại biết chàng trai này chưa có nơi làm việc, nên Aiken đã tuyển dụng Vương An vào phòng nghiên cứu máy tính thuộc Đại học Harvard. Thời ấy, kích thước là vấn đề nan giải đối với máy tính. Chiếc Mark I trong phòng nghiên cứu quá cồng kềnh và không thể di chuyển được. Aiken thì muốn tạo ra những cỗ máy di động nhẹ hơn, nhưng thiết bị lưu trữ lại là những chiếc thẻ đục lỗ có trọng lượng lên tới hàng chục tấn của IBM. Sau 3 tuần làm việc tại phòng nghiên cứu, Vương An đã phát minh ra bộ nhớ lõi từ tương ứng trên phương diện lý thuyết. Đây là một sự đổi mới mang tính chất cách mạng, giải quyết hoàn toàn vấn đề của chiếc Mark I. Sau nhiều lần thử nghiệm gian nan, Vương An phát hiện rằng nguyên lý rung động từ trường có thể được áp dụng cho các hệ thống lưu trữ máy tính. Ông đã bắt tay vào chế tạo bộ nhớ lõi từ và xin cấp bằng sáng chế. Phát minh này đã làm giảm đáng kể kích thước của máy tính, đặt nền móng cho sự phát triển
của các máy tính siêu nhỏ trong tương lai, nó cũng giúp cho sự nghiệp của Vương An mở rộng hơn bao giờ hết. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trong 20 năm tiếp theo đó, bộ nhớ lõi từ do Vương An sáng tạo đã trở thành nền tảng của công nghệ máy tính. Điều quan trọng hơn cả, phát minh này đã biến thẻ đục lỗ của IBM trở thành thứ vô dụng. Hôm nay, ngươi đối với ta hờ hững, ngày mai ta khiến ngươi với còn không tới. Đây chính là đòn phản công tốt nhất của Vương An đối với IBM, kẻ đã từng sỉ nhục ông. Tuy nhiên thì Vương An còn tham vọng hơn thế, muốn đánh bại hoàn toàn IBM trên thị trường phần cứng, đồng thời tìm ra chỗ đứng cho người gốc Hoa tại Mỹ, nên ông đã kiên quyết rời khỏi phòng nghiên cứu thân quen và tự mình lập nghiệp. Biển rộng trời cao, cá chim thỏa sức tung hoành. Năm 1951, Vương An đã bỏ $600 thuê một gara trên đại lộ Columbus để thành lập công ty riêng, lấy tên là phòng thí nghiệm Vương An. Từ đó thì ông khởi nghiệp bằng chính sản phẩm bộ nhớ lõi từ mà mình phát minh ra. Chỉ trong vòng 10 năm, phòng thí nghiệm Vương An đã lần lượt giới thiệu một loạt các sáng chế tiên tiến như là thiết bị ghi điểm điện tử đầu tiên, máy tính đầu tiên có thể viết phương trình, máy ghi lỗ giấy, máy đánh chữ tự động, máy đánh chữ không dây, máy nhận dạng bằng. Tất cả đều được sản xuất bởi công ty máy tính Vương An. Việc phát minh ra hệ thống xử lý tập tin càng khẳng định vị thế của Vương An trong vương quốc máy tính. Trong đó, chiếc máy tính để bàn Lowside ra đời năm 1964 là một trong những sáng chế có sức ảnh hưởng nhất. Vào đầu thập niên 80, Vương An có chi nhánh tại 105 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Công ty này có 30.000 nhân viên tại trụ sở chính tại Mỹ, đã doanh thu hàng năm lên tới $3 tỷ, tức là tương đương hơn 10 tỷ đô theo giá trị hiện nay. Vương An trở thành gương mặt thống trị ngành công nghệ thế giới với các sản phẩm máy tính và phần cứng lưu trữ của riêng mình. Năm 1986, ông sở hữu khối tài sản trị giá $2 tỷ, trở thành người giàu thứ 5 nước Mỹ. Bản thân vị tỷ phú này thì được mệnh danh là vua máy tính, được Tổng thống Mỹ trao huân chương tự do. Cả đời tung hoành, cuối cùng mất trắng. Có thể nói rằng sự tồn tại của Vương An khi đó là cơn ác mộng của ngành máy tính nước Mỹ. Bằng tài năng và một gara bí ẩn trên đại lộ Columbus, ông đã khiến cho người đứng đầu tập đoàn IBM phải hoảng sợ, suýt giết chết Bill Gates ngay từ trong trứng nước. Năm 1975, Bill Gates thành lập ra Microsoft. Năm 1976, Steve Jobs khai sinh ra Apple. Cả hai đều kinh doanh máy tính cá nhân, nhưng sản phẩm ban đầu còn thô sơ, lại không có số lượng lớn phần mềm hỗ trợ. Trong khi Microsoft chỉ là đứa trẻ chập chững biết đi, Apple mới chỉ tạo ra được 400 chiếc máy tính thì Vương An đã bỏ xa bọn họ. Ngay cả Bill Gates và Steve Jobs cũng coi vị tỷ phú gốc Hoa này là người dẫn đầu trong ngành. Năm 1988, Vương An được đưa vào bảo tàng National Inventors Hall of Fame. Trong số 68 tên tuổi được vinh danh tới thời điểm đó thì chỉ có ông và nhà khoa học kỹ thuật điện Trác Dĩ Hòa là người gốc Hoa. Thế nhưng Vương An cũng giống như là Don Quixote, tự mình vùi dập gã khổng lồ máy tính IBM để rồi lại bại trận vì một quyết định sai lầm của bản thân. Kể từ thập niên 80, sức khỏe của Vương An ngày một xấu đi. Ông vẫn duy trì quan niệm bảo thủ với gia đình, cơ chế quản lý nội bộ thì lạc hậu so với thời đại, chưa kể là còn bỏ lỡ đi cơ hội phát triển máy tính cá nhân. Khi chọn người kế nhiệm, vị tỷ phú này đã mắc phải một sai lầm chết người, đó là không tin vào những nhà quản lý chuyên nghiệp mà lại giao cơ ngơi cho con trai một cách cảm tính. Dưới sự điều hành của con trai Vương An là Vương Liệt, công ty chuyển từ lãi thành lỗ $400 triệu chỉ trong vòng 1 năm. Nhân viên thì thất vọng, giám đốc điều hành lần lượt thì rời đi. Công ty ngày một suy yếu, giá cổ phiếu cũng giảm mạnh, từ $43 xuống chỉ còn 75 xu. Tháng 9 năm 1989, dù đang ốm liệt giường, nhưng đích thân Vương An phải tuyên bố phế bỏ con trai. Khi vị tỷ phú này chút hơi thở cuối cùng vào năm 1990, thì công ty của ông cũng đệ đơn xin phá sản. Hơn 20 năm tung hoành khắp nước Mỹ, đế chế máy tính Vương An cuối cùng lại sụp đổ hoàn toàn chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 năm. Đau lòng hơn, tất cả các bằng sáng chế của vị tỷ phú này đều bị bán với một cái giá hết sức rẻ mặt. Cho dù Vương An gặp phải thất bại lúc cuối đời, cũng không thể phủ nhận thành tựu và sức ảnh hưởng của vị doanh nhân này trong lịch sử phát triển máy tính thế giới. Tất cả các nhà sản xuất máy tính cá nhân sau này đều đứng trên nền tảng mà ông xây dựng. Vương An giống như sao băng bay qua bầu trời đêm khoa học kỹ thuật, hòa mỹ lộng lẫy nhưng sớm nở trắng tàn. Theo Jihu, Linh Hân, Trí Đức Trẻ, KFF, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio @gmail.com, số điện thoại 0964002593. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội chợ.
thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964002593 để được tư vấn.